Tô Tổng trùm đảng, Tô Dũng trùm kinh tài, một tay lùa, một tay hốt. Khi Tô Lâm đang kịch chiến với các thế lực khác, tập đoàn Xuân Cầu của Tô Dũng bị phe quân đội cho điều tra. Tuy nhiên, điều tra chưa đến đâu thì Tô Lâm đã toàn thắng và chiếm lấy ghế tổng bí thư. Thế là Tô Dũng thoát nạn và giờ đây tập đoàn Xuân Cầu được xem như thế lực mới trên thương trường. Đây sẽ trở thành tập đoàn có quyền lực bậc nhất. Hiện nay Tô Lâm đã là tổng bí thư kiêm bí thư quân ủy trung ương. Trước đây ông không có quyền gì trong Bộ Quốc phòng, nhưng nay đã là người có quyền cao nhất trong quân đội về mặt đảng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho tiến trình điều tra tập đoàn Xuân Cầu bị gián đoạn và đóng băng vô thời hạn. Dưới chế độ này, việc quan chức ngửa tay xin tiền doanh nghiệp đã trở thành rất phổ biến. Đó là cách ăn nhỏ của quan chức cấp thấp lại dễ bị lộ, còn quan chức cấp cao thì không cần phải làm như thế. Khi có quyền lực trong tay, họ dùng quyền lực để nuôi doanh nghiệp sân sau. Nhờ đó mà tiền lãi quả tự động rót vào túi họ. Bất kỳ ai, từ ủy viên trung ương trở lên, đều có sân sau về kinh tài. Đảng trao cho họ bao nhiêu quyền, họ tận dụng hết ưu thế có được để lập nên một bộ máy trục lợi từ chính sách, từ những thông tin nội bộ mà họ có được, từ những ưu đãi riêng biệt khác nhau. Vương Đình Huệ thì có tập đoàn Thuận An, Tô Lâm thì có tập đoàn Xuân Cầu, chẳng ai trong sạch cả. Tất cả nhem nhúc như nhau, sự khác biệt ở chỗ kẻ thắng người bại trên vũ đài chính trị. Thuận An bị đem ra xẻ thịt là do gặp vận xui, Vương Đình Huệ thua trước Tô Lâm. Giả sử người lên tổng bí thư không phải là Tô Lâm mà là Vương Đình Huệ thì khi đó Thuận An sẽ trở thành ông trùm của nền kinh tế tại Việt Nam. Giai đoạn nguy hiểm của tập đoàn Xuân Cầu đã qua, giờ là lúc tập đoàn này phát triển lớn mạnh. Giới thảo tin đánh giá tập đoàn Xuân Cầu rất có tương lai, có thể họ sẽ xoán ngôi những tên tuổi hiện nay như Vingroup, Vietjet hoặc Sun Group. Người đứng đầu tập đoàn Thuận An là Nguyễn Duy Hưng, không mang họ Vương của ông Huệ. Trong khi đó, tập đoàn Xuân Cầu do ông Tô Dũng là em trai ruột của ông Tô Lâm đứng đầu. Chỉ riêng cái họ của ông chủ tịch tập đoàn này đã là thứ quyền lực khó cưỡng. Đi đến đâu, chính quyền địa phương đều phải tận tụy phục vụ đến đấy. Tô Dũng sẽ là tay chăn voi số 1 tại Việt Nam. Việc dùng ngay em trai đứng ra làm chủ một doanh nghiệp sân sau, xem ra Tô Lâm rất tự tin với quyền lực của mình. Ngay từ khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, ông đã không giấu giếm tung tích. Ông công khai cho bàn dân thiên hạ thấy sân sau của ông. Như vậy, đến khi trở thành Tổng Bí Thư, với quyền lực vô đối trong tay, còn ai có thể dám điều tra cái công khai đó này? Ngay cả phe quân đội, dù được phần còn lại của Bộ Chính trị kỳ vọng rằng có thể cân bằng quyền lực với Tô Lâm, mà cũng phải co vòi trước Xuân Cầu. Thì đủ thấy sân sau của Tô Lâm đang an toàn cỡ như thế nào. Mọi quan chức của chế độ này đều có quyền lực thì đều lập sân sau và cử người thân điều hành. Nhưng đa số thì đâu giấu giếm, không công khai mối quan hệ với sân sau. Chỉ riêng Tô Lâm là không cần giấu gì cả. Điều đó cho thấy Tô Dũng được đảm bảo an toàn tuyệt đối trước mọi đối thủ. Bởi chỉ khi được an toàn thì mới dám trường mặt ra trước dư luận như thế. Ông Anh thì làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, còn em thì lập doanh nghiệp để tận dụng quyền lực của anh mình. Mà làm kinh tài đây khác nào một tay lùa, một tay hốt của gia đình họ Tô. Tô Lâm lên Tổng Bí thư có ý kiến lạc quan, mong ông đổi mới. Tuy nhiên thực tế cho thấy ông vẫn là một quan tham, chỉ chăm chú dùng quyền lực để kiếm trác như bao quan khác. Còn về khả năng đổi thể chế thì khó mà xảy ra. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Tô Tổng trùm đảng, Tô Dũng trùm kinh tài, một tay lùa, một tay hốt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lương Tam Quang đại bại, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang thở phào. Lương Tam Quang, thuộc hạ mà Tô Lâm tin tưởng nhất, đã có chuyến đi sứ sang Berlin với hành trang là hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân và Trịnh Xuân Thanh,
để đổi lấy Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Lấy 2 đổi 1, trong đó có sinh mạng hàng triệu người dân Việt Nam, một món quà rất lớn chỉ để đổi lấy một con mồi nhỏ bé. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ đã cho Thời báo.d biết chuyến đi của Lương Tam Quang đã không thành công. Có thể Tô Lâm suy bụng ta ra bụng người. Ở một đất nước dân chủ, chính quyền rất tôn trọng pháp luật, dù là những nhân vật có quyền lực lớn trong chính phủ thì cũng không thể phớt lờ được tính pháp lý khi hành động. Nếu vi phạm, họ sẽ tự đưa sự nghiệp chính trị của mình vào nguy hiểm. Bất cứ lúc nào bị phanh phui, họ cũng đều phải trả giá rất đắt cho hành động của mình. Hình ảnh Lương Tam Quang vừa có chuyến đi sứ sang Đức không thành công. Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có được quy chế tị nạn thì bà đương nhiên được luật pháp Đức bảo vệ. Ai có thể dám đứng trên luật pháp để tùy tiện giao người cho một chính quyền lưu manh như Cộng sản Việt Nam? Ở một đất nước đa đảng, đa nguyên và có dân chủ thì chỉ cần ai đó lạm quyền thì lập tức họ bị phe đối lập trên chính trường lật tẩy. Đó là yếu tố giúp cho quan chức ở các nước dân chủ phải cư xử tử tế với dân, phải biết làm việc cho đúng luật pháp. Việc bắt người giao cho nước khác là việc đơn giản đối với nhà nước Cộng sản, bởi ở đất nước này đảng đứng trên luật, cho nên Tô Lâm tưởng rằng nước Đức cũng như Việt Nam, chính quyền muốn làm gì thì làm. Tô Lâm nghĩ mọi cách, thậm chí mang cả sinh mạng hàng triệu người dân ra để làm quà trao đổi. Điều đó cho thấy Tô Lâm quyết tâm như thế nào trong việc hạ bệ đương kim thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Khi dùng món quà lớn để đổi lấy bà Nhàn, Tô Lâm muốn dùng một mũi tên xuyên hai mục đích. Thứ nhất, ông hạ được kẻ thù khó chơi nhất là Phạm Minh Chính. Thứ nhì là hạ luôn được thế mạnh nhất trong quân đội để đưa Hoàng Xuân Chiến lên. Thử tưởng tượng nếu cả Phạm Minh Chính và cả Phan Văn Giang đều rụng, thì Tô Lâm được gì? Tô Lâm sẽ là ứng viên duy nhất cho ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031. Tin Lương Tam Quang thất bại trong chuyến đi Đức lần này là một tin vui cho Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Thất bại trong việc dẫn độ bà Nhàn, xem như Tô Lâm bế tắc trong việc triệt hạ Phạm Minh Chính. Hành động lần này của Tô Lâm được xem là liều lĩnh, bởi một khi bất thành, phe Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính có thể sẽ phản công, khiến Tô Lâm bị mất uy tín hơn trong bộ chính trị. Và thêm nữa, mối thâm thù giữa Tô Lâm và hai nhân vật kia sẽ ngày một đậm hơn. Phan Văn Giang đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông đang bệnh nặng, nhưng cũng đã chuẩn bị cho Nguyễn Tân Cương thay thế nếu xảy ra tình huống xấu. Nghĩa là dù Phan Văn Giang có bị Tô Lâm tấn công vì yếu tố sức khỏe, thì ông Giang cũng không muốn để Bộ Quốc phòng rơi vào tay Hoàng Xuân Chiến, đồng minh của Tô Lâm. Hình ảnh Phạm Minh Chính vẫn không sao, dù Tô Lâm tìm mọi cách. Đáng nói là trong cuộc chiến này, ông Giang phải lăn xả để tự bảo vệ mình, bảo vệ đồ đệ ở Tổng cục 2. Điều đó vô tình bảo vệ luôn Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một khi Bộ Quốc phòng đã gồng mình lên để chống đỡ thì phe công an của Tô Lâm cũng bất lực. Xem ra Tô Lâm cũng phải đầu hàng trước Phạm Minh Chính. Phương án bắt cóc là không khả thi, trao đổi bằng quà lớn cũng không xong. Vậy còn đường nào để Tô Lâm có thể moi ra được tử huyệt của Phạm Minh Chính? Xem ra Tô Lâm đã hết cách, có lẽ chỉ còn cách hạ nhau bằng những liều thuốc bí ẩn nào đó thì may ra. Còn cách dùng hồ sơ đen thì không thể thành công trước một Phạm Minh Chính lì đòn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Lương Tam Quang đại bại, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang thở phào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.